Xin mến chào quý vị và các bạn đến với bản tin giá tiêu hôm nay, ngày 1 tháng 10 năm 2021, được phát trên kênh Zikhill VS. Lời đầu tiên về bản tin giá tiêu, ngày 1 tháng 10 năm 2021 hôm nay, Zikhill VS muốn gửi cho quý vị và các bạn cùng tham khảo một số tin tức đáng chú ý liên quan đến giá tiêu ngày hôm nay như sau. Thị trường hồ tiêu trong nước vẫn tiếp tục những phiên đi ngang liên tiếp. Trong tháng 9 năm 2021, giá tiêu trong nước tăng 3.500 đồng 1 kg tại các địa phương trọng điểm, giá tiêu đen và tiêu trắng xuất khẩu cao hơn 165 USD trên tấn. Nguyên nhân giá tiêu vẫn duy trì được mức tăng do nguồn cung tiếp tục giảm sút, trong khi nhu cầu thế giới tăng do vào mùa lễ Tết cuối năm. Theo Tổng Thư ký, Phó Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu chưa khẳng định, ngay từ đầu vụ thu hoạch năm nay, ông đã dự báo giá tiêu sẽ tăng mạnh. Thậm chí đến cuối năm, giá tiêu có thể cán mốc 90.000 đồng cho đến 100.000 đồng 1 kg. Về kịch bản thị trường cho tháng 10 năm 2021, các chuyên gia nhận định xu hướng tăng của hồ tiêu vẫn bền vững và với lộ trình nới lỏng giãn cách phát triển kinh tế hiện nay, kỳ vọng giá tiêu có thể cán mốc 85.000 đồng 1 kg trong tháng này. Hiện giá nông sản hôm nay tại thị trường trong nước tăng nhẹ ở mặt hàng cà phê và đi ngang ở mặt hàng hồ tiêu. Như vậy, giá tiêu hôm nay mùng 1 tháng 10 năm 2021 tại thị trường trong nước tiếp tục đi ngang. Theo như báo cáo giá tiêu của các tỉnh thành gửi lên cho biết, giá thu mua hồ tiêu trên cả nước ngày hôm nay đang giao dịch ở mức 77.500 đồng 1 kg cho đến 81.500 đồng 1 kg. Cụ thể về bảng giá thu mua hồ tiêu trên toàn quốc ngày hôm nay như sau. Tại tỉnh Đắk Lắk, ghi nhận ở mức 79.500 đồng 1 kg. Còn về tỉnh Gia Lai ngày hôm nay, neo tại mức 78.000 đồng 1 kg. Đối với tỉnh Đắk Nông, giao dịch ở mức 79.500 đồng 1 kg. Còn về giá thu mua hạt tiêu tại Bà Rịa Vũng Tàu ngày hôm nay, được ghi nhận là 81.500 đồng 1 kg. Với mức giá này, thì Bà Rịa Vũng Tàu vẫn là tỉnh dẫn đầu giá thu mua hạt tiêu cao nhất của cả nước hiện nay. Bên cạnh đó, Bình Phước đang ổn định với giá thu mua hạt tiêu hiện nay là 80.500 đồng 1 kg. Cuối cùng là tỉnh Đồng Nai, tiếp tục giữ mức giá thấp nhất của cả nước hiện nay là 77.500 đồng 1 kg. Zikhill VS xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin giá tiêu ngày hôm nay. Nếu thấy thông tin đáng chú ý, hãy bấm nút đăng ký và nhấn phím chuông để nhận được thông báo cập nhật giá tiêu mới nhất. Và đừng quên bấm nút thích bên dưới để ủng hộ kênh phát triển hơn. Chúc mọi người luôn dồi dào sức khỏe và bình an. Mến chào và hẹn gặp lại!